Thưa quý vị, hôm nay ngày 28 tháng 11, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Minh Lâm đã dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh làm việc tại huyện Tân Hưng, khảo sát về tình hình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tham dự cùng đoàn có nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất giống ứng dụng công nghệ cao Hưng Thịnh, một thành viên của công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời ở xã Hưng Thịnh, huyện Tân Hưng. Đoàn nghe thông tin của đơn vị này về hướng đầu tư phát triển công nghệ giống lúa sau thu hoạch, hướng tới xây dựng nhà máy xử lý hạt giống, tạo ra giống lúa chất lượng có thương hiệu cung cấp ra thị trường. Ngoài ra, tại buổi khảo sát, một số doanh nghiệp liên quan cũng thông tin về dự án đầu tư trung tâm cung ứng dịch vụ và chuyển giao cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long trong đó có việc cung ứng dịch vụ cơ chế quá hiện đại trong sản xuất nông nghiệp tại Tân Hưng. Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho rằng, các đơn vị có liên quan cần xác định năng lực, mục tiêu cũng như nguồn vốn đầu tư để có thể thực hiện tốt kế hoạch phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại ở Tân Hưng. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Minh Lâm, việc đẩy mạnh ứng dụng cơ chế hóa cho sản xuất nông nghiệp là hướng đi phù hợp hiện nay. Tuy nhiên, để cung cấp các loại máy móc thiết bị cơ chế hóa hiện đại theo yêu cầu thì cần có nhiều mô hình ứng dụng thực tế để có thể đánh giá, ngoài ra các bên cần phối hợp xây dựng phương án hợp tác có tính khả thi hơn trước khi triển khai thực hiện